mọi người thấy đi người nghiêng hết á, đó thấy chưa, cái mông lệch qua bên bên phía bên phải đúng không, đó thấy chưa, đó thấy chưa, đi bệ vệ mà với tướng quân vậy đó, thấy không? Rồi bây giờ muốn sửa cái lưng á, trước hết phải làm mềm lưng trước, còn muốn làm mềm lưng á thì phải làm mấy cái động tác này. Mọi người thấy cái động tác á, như vậy phải là tập luyện nhiều mới làm được. Rồi đứng trung bình tấn rồi này ha, nhưng đánh võ vậy đó. Và cái mọi người thấy đó là cái thần kinh tọa là không phải bị té mới bị thoát ly đêm đâu nha, mà nhiều khi mình tưới cây á, ta mình với cái gì đó là nó bị cục, nhưng mà thực ra là nó bị từ trước rồi. Thì bây giờ tới lúc này mình với một cái tư thế mà không có đúng cái đó thì nó là bị cục ngay liền. Đây. Ra một chút xíu em ép là ép thẳng ép kia. Em thấy cái lưng không cong vòng không? Đó, đúng rồi. Không thì mình bẻ lưng nó ngay lại. Đi được rồi hả? Nãy đi không được. Đi được không? Đi đâu lắm, bây giờ đi không đâu. Bây giờ không đâu. Thử chạy. Bây giờ anh chạy đi. Chạy không được. Không? Chạy mới nói chứ. Chạy đó. Chạy đi. Đó. Bị cái tay rơi. Nhưng mà chạy ngon lành. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853 823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858 800 2299 hoặc 0937 853 823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652 0326811258.